Cứ để xuống. Đây là tiếp cái này, tiếp này rồi sáng ra anh thấy. Mình mới vào xem cái thú của bạn Minh Úc của Tâm Tha với lại Yến Vinh Phương đó. Dạ, mấy cái này là hết rồi gửi. Này là gì vậy? Dạ, cái đó sữa cho những người già, người lớn tuổi. Người lớn tuổi á, hay là lấy đi. Này là thuốc omega bổ. Dạ. Bỏ cho những người già. Đó bị con. Cái này là nước quốc chim hả? Dạ, kem để thoa mấy quốc chim cho mấy người già nước. Cái này là bị bỏng bị con này là cái tiểu mới đứng đây đâu tiêu tiểu hiếu. Cái này là này thuốc cảm nha thầy. Cả. Ngồi đi không? Ngồi cho em xuống ngồi đi. Ủa Từ Hiếu ơi. Mới hết tiền. Mới tiêu rồi. Nói hết tiền, nói hết tiền. Nói còn cúng gì nữa. Còn giàu nè. Có một số tiền của bạn Yến Phương. Dạ. Có cần với công đức không? Dạ. Hỏi cho phần nữa ha. Quay phim được ha. Dạ. Tại vì tôi có thật sự. Thôi có đại diện á. Long Thành rồi dạ. Em trong đó bao nhiêu rồi nói cho tụi nó biết đó. Tại số này của bạn bè nó gửi đó chứ không phải là tụi không cho nó biết là thầy đưa thầy bao nhiêu rồi. Là 3 triệu. Tại con số này bạn bè nó góp lại đó thầy. Nên là mình muốn quay cho kỹ lại về cho mấy người đó biết. Dạ. Dạ. Cái này cá. Cái này thì bác ở lâu chưa? Bác ở đây lâu chưa? Dạ. 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 Hiện tại đây thì có khoảng hơn 30 cụ đang ta thúc tại vị dưỡng lão của mình. Thì các cụ đã ngoài từ 70 cho đến giai đoạn là 85 tuổi. Khu vực này thì các cụ vẫn còn khỏe mạnh, còn trong kia thì các cụ đã lớn tuổi yếu rồi nằm ở kia. Ảnh của các cụ ở đây thì cũng rất là sơ cơ. Ở đây thì có cô, đây là cô hai, cô sẽ phụ trách ở đây chăm sóc sức khỏe, phụ thầy lo về sức khỏe cho các cô ở đây. Nhỏ cái lớn là lớn hả? Bước vô lại đi mấy chị. Lớn là người lớn lắm hả? Dạ mấy đứa lớn đi học. Thường á. Mà sao ngủ đi con? Dậy rồi là xe. Hay là dậy rồi hả? Xe ngủ. Mới thì chị. Nó muốn ngủ dưới cho mát hả? Mới xanh đó hả chị? Dạ. Có lúc 700 ngàn này đi qua là mấy à? Rồi, cái này đó, gơ đó hai năm mấy. Cô cũng mặc thương quá chừng luôn cô. Cái tình em. Ừ, dạ. Tình quá tình. Nhỏ này hai
đó 3 tháng mấy. Thương quá. Đây ông bị điện giật. Dạ. Dạ bị điện giật nó cháy cả các ngón của chi của tay phải và tay trái hết. Thì đã làm thủ thuật để đoạn một cái lóng của cái ngón hai của bên bàn tay trái rồi. Hiện tại thì những vết thương này rất là khó lành. Cần phải làm thủ thuật bóc tách những cái này ra, rồi sau đó mình sẽ bóc tách những cái tế bào chết, tiến hành là cấy ghép da, lấy da từ thân, từ da đùi, da mông để mình cấy ghép vào. Mà ông không có điều kiện để đi bệnh viện, cho nên nếu như các cô có phát tâm của Quan Thượng Quân về có kêu gọi phát tâm cúng dường được thì mong trợ duyên cho ông để ông có điều kiện đi bệnh viện để cấy ghép da. Ở đây thì chỉ điều trị chăm sóc giảm đau thôi chứ không thể điều trị chăm sóc triệt để được cho ông. Dạ. Ngoài đây thì có cái khu đặc biệt kia dành cho các cụ đã lớn tuổi rồi mà có tâm thần thương liệt chắc. Dạ, không còn minh mẫn nữa cho nên phải tách đi một đó. Còn các cụ lớn tuổi mạnh khỏe thì giờ đã đi niệm Phật cho bên đây. Mai ấm tim cuối. Dầm về.